Hai mọi người, hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem cái chậu rong của mình. Đây. Mọi người xem đã không? Đây, cái chậu rong này là mình hồi xưa lúc mà mình làm cái chậu này á là tính là làm một cái chậu bằng cái rổ nhựa lót bằng ni lông này, thì không biết để cái gì ở trong thì mới trồng cái rong ngô công thảo, rong mài rong ngô công thảo nha. Đây đó, và mình để nó ở ngoài vườn dưới một cái gốc cây rất là mát. Cây này là cây mắc mật. Rồi sau khi mà mình nói chung là để cũng lâu rồi đó, trồng thì ở trong đây á, là mình trồng hai loại, đó là rong la hán xanh với lại rong ngô công thảo, với lại cây cây gì ta, cây đó gọi là cây ấu thái. Nhưng mà cuối cùng cái ngô công thảo này nó phát triển dữ quá, và mình thấy là cái cây ấu thái hầu như là nó mất luôn rồi, nó không còn mọc lên đây được nữa, còn một ít rong la hán xanh ở đây thôi. Thì cái ngô công thảo này là nó tốc độ phát triển của nó nhanh và nó mạnh hơn những cái rong khác đó. À, mọi người xem nè, dày đặc ở phía dưới luôn này, đó mọc dày đặc luôn này. Này mọi người xem đã chưa? Đó. Thì ở dưới này có gì? Ở dưới này á, mình chỉ đào một ít bùn ở dưới ruộng á. Mọi người ở ai mà ở gần ruộng thì mọi người ra đó đào. Thì cái bùn này là tốt nhất. Còn ngoài ra nếu không có thì có thể dùng đất vườn. Đất loại mà đất thịt nha. Đất đỏ. Rồi các bạn đổ xuống. Trồng vô. Mà để kệ cả mưa cả nắng. Nhưng mà các bạn nhớ là nuôi thêm cá. Ở dưới đây có một mớ cá bảy màu để cho nó ăn lăng quăng nha, tại vì mình để ngoài vườn thì lăng quăng nó sẽ rất là nhiều. Thì ở đây ở trong đây nó có cá bảy màu, đây là cá bảy màu nè. Đó. Nó sẽ ăn lăng quăng. Cây này nó không cần ánh sáng mạnh, cũng không cần ánh sáng trực tiếp, nó chỉ cần ánh sáng yếu yếu giống vậy thôi là nó phát triển rất là mạnh. À, thấy đã không? Nhiều lắm, ở đây chắc cũng phải tầm rồi hết lên phải trồng chục ký rong đó, không biết mọi người thấy được không đó. Vậy là mọi người có thể tự nhân giống tại nhà được, chỉ cần có một cái chỗ mát trồng vô. Đặc biệt là ở ngoài đây là nước của nó rất là lạnh nha, kiểu như là nó thấp hơn nhiệt độ bình thường á, sờ vào cái tay vô rồi nó hơi lạnh, nó mát mát mát, thì rong nó sẽ phát triển mạnh ở trong cái môi trường, ở trong cái điều kiện đó. Còn mà nóng quá thì rong nó phát triển cũng chậm lắm, mà nó dễ chết nữa. Đây mình lỡ làm đứt, nhưng mà cứ để như vậy nó vẫn cứ phát triển bình thường vậy thôi đó. Thì nếu như mà có một cái môi trường rong vậy á, vừa cung cấp được cái nguồn rong cho mình, vừa có thể làm một cái nơi cho cá nó sinh sản rất là tốt, trong đây có thể nuôi cá sinh sản hoặc là tép, thì cá con nó có thể chui trong đây nó lẩn trốn và nó không có bị ăn bởi cá lớn. Thì ở đây để nhân giống cá cực kỳ tốt. Đây, hôm nay chỉ muốn khoe một chút xíu về cái chậu rong của mình gầy được trong thời gian qua. Chậu rong này mình trồng chắc cũng khoảng đâu đó tầm mấy tháng nữa thôi, chắc cũng phải tầm nửa năm rồi, hơn nửa năm rồi đó, để cũng lâu rồi. Bây giờ nó dày đặc lên, dày như là dày cuôi à, dày mà xanh rất là đẹp. Đây tùy trên cao cho mọi người xem. Rồi cảm ơn mọi người đã xem cái video này của mình nha.